Xin cảm ơn quý khán thính giả vẫn tiếp tục giữ quan tâm SPTN. Thưa quý vị, ngày hôm qua xảy ra một cái vụ nổ ở tại một khách sạn được là liệt kê là di tích lịch sử ở tại thành phố Fort Worth, tiểu bang Texas. Và cái vụ nổ này là ở tại khách sạn là Sandman Signature, một khách sạn có được là phong là di tích lịch sử ở thành phố Fort Worth, Texas vào lúc 3 giờ 30 phút chiều ngày hôm qua. Và khi nổ, nó đã thổi bay ra các cửa sổ cũng như là những các mảnh vụn trên các đường phố trung tâm thành phố và khiến cho 21 người bị thương, và trong đó có một người đang trong tình trạng nguy kịch. Thì theo lời của ông Craig Trojacek là phát ngôn viên của sở cứu hỏa Fort Worth, ông này nói rằng là họ tìm thấy những cái người bị nạn nằm kẹt ở dưới tầng hầm của cái khách sạn này. Khách sạn này có 20 tầng và ông nói rằng khi đến đây chúng tôi nghe mùi là hơi ga, là hơi khí đốt đó thưa quý vị. Thì họ nghĩ rằng là đây, vụ nổ này nó xảy ra bởi vì rò rỉ khí đốt mới xảy ra một cái vụ nổ như thế. Thì đó là một cái chuyện nó gây ra chấn động ở cái thành phố này chiều ngày hôm qua thưa anh. Vâng, ngày tối ngày hôm qua lại có một vụ nữa, một người không biết vì lý do gì lái xe đâm vào cánh cổng bên ngoài tòa ốc, cổng máy ngoài thôi. Tòa ốc, bản tin của Reuters cho biết như vậy. Và cái ông Anthony Gulemi là phát ngôn viên của Sở Mật vụ xác nhận cái chuyện này và cho biết là người tài xế này đã bị bắt và cái họ đang điều tra xem tại sao người tài xế này lại lái xe đâm vào cái cổng này. Cổng này còn xa lắm quý vị, nó là lớp bên ngoài chứ chưa vô lớp bên trong. Bên phía tòa Bạch Ốc thì chưa có phản hồi về chuyện này. Đó, quý vị thấy trên màn hình đó, chiếc xe màu trắng chạy sao vô tới đó thì bị chặn lại và bị bắt. Thì hồi tháng trước cũng có một người đàn ông tiểu bang Delaware cũng uống rượu xỉn rồi cũng vô tình đâm vào cái đoàn xe của ông Biden lúc mà đi vận động tranh cử, Long nhớ không? Quý vị nhớ không? Lúc đó người ta không nói ông này say rượu, bây giờ ta mới biết là ông này say rượu. Thì như vậy là hai cái vụ này xảy ra trong vòng khoảng một tháng trời. Một cái thì ở Delaware gần nhà ông Biden, một cái thì ở DC cũng gần chỗ ở ông Biden luôn. Không phải nhà mà là chỗ ở. Đó. Thì đó là câu chuyện tối ngày hôm qua có người lái xe đâm vào đó. Bây giờ qua một câu chuyện mà chú ý, có thể nói là cả thế giới và cả nước Mỹ chú ý sáng ngày hôm nay. Đó là hôm nay cựu Tổng thống Donald Trump sẽ có mặt ở tòa kháng án Washington DC để mà xử về cái vụ mà ông nói rằng ông được quyền miễn tố. Thì thưa quý vị, để nói sơ sơ quý vị biết là khi mà ông Jack Smith đó, công tố viên của liên bang đó, thì ông muốn xử cái vụ này cho lẹ, bởi vì đáng lý là ngày 4 tháng 3 tới đây là bà Tanya Chutkan sẽ xử. Nhưng mà vì ở bên ông Trump kiện, rồi bên ông Jack Smith cũng đưa cái vụ lên tối cao viện để coi ông Trump có được miễn tố hay không. Bên ông Trump nói là ông được miễn tố. Đó, thành ra bà Tanya Chutkan tạm thời ngưng cái phiên tòa ngày 4 tháng 3, bây giờ chờ phán quyết. Thì vụ này được ông Jack Smith muốn đưa lên tối cao viện để minh định rõ cho lẹ là có được miễn tố hay không. Nếu không miễn tố thì chúng tôi tiếp tục xử vào ngày 4 tháng 3, còn nếu được miễn tố thì ngưng. Nhưng mà tối cao viện là thảy lại cho cái tòa kháng án mà ba người ở DC, bởi cái tòa này là cái tòa mà bên ông Trump kiện. Đó. Trước đó thì tòa district là bà Tanya Chutkan là đã bác cái chuyện này, là bảo không, ông không được miễn tố. Đó. Thế thì ngày hôm nay đó, sau khi tối cao viện từ chối thảy lại cho tòa kháng án, thì ngày hôm nay ba vị chánh án của tòa kháng án sẽ ngồi nghe xử cái vụ này là ông Trump có được miễn tố hay không. Thì ở đây có một số vấn đề kỹ thuật để nói cho quý vị biết trước khi tôi đi vào cái chuyện mà nói chuyện này nhiều hơn. Thứ nhất đó là nếu mà hôm nay đó phán quyết như thế nào đó, dù thắng thua đó, bên ông Trump hoặc bên ông Jack Smith vẫn có quyền đưa lên tối cao viện, và cuối cùng tối cao viện sẽ là cái nơi mà quyết định là ông Trump có được miễn tố hay không. Đó là chúng ta nhớ chú ý cái chuyện đó. À. Điểm thứ hai đó là ngày hôm nay ông Trump không bị bắt buộc ra tòa, nhưng ông quyết định ông ra. Đáng lý ông để luật sư ra mà tôi thích ra tôi ngồi. À. Bởi vì ông sẽ dùng cái chuyện mà ngày hôm nay trở thành một cái diễn đàn để tranh cử cho ông. À. Và đây là lần thứ hai ông trở lại Washington DC sau khi rời tòa Bạch Ốc năm 2021. Lần đầu tiên ông trở lại là tháng 6 năm ngoái, khi mà ông phát biểu tại một cái gọi là cuộc tập hợp của cái nhóm gọi là MAGA Policy Institute, là cái nhóm ủng hộ ông, là tháng 6 năm 2022. Lần đó là không có ra tòa, lần này thì ra tòa mà không bị bắt buộc, ông ra.
Và chắc chắn là tối ngày hôm nay về là ông sẽ viết trên chút sô rồ đủ thứ, dùng cái buổi này để vận động cho ông. Vận động có được không? Chúng ta chưa biết. Nhưng mà đó là câu chuyện căn bản như vậy, thưa anh Long. Rồi bây giờ chúng ta đi vào cái chiều sâu của chuyện này, có gì đặc biệt không thưa anh? À, trong việc này thì có khá nhiều cái chuyện rất là thú vị liên quan đến luật pháp và luật hiến pháp của nước Mỹ. Bên phía ông luật sư của ông Donald Trump cho rằng là những gì ông làm là được là bảo vệ bởi cái quyền gọi là hành pháp. Những gì ông làm đều được bảo vệ bằng cái quyền hành pháp đó. Và ông luật sư của ông Donald Trump là ông John Sauer, ông nói rằng là ông Donald Trump đầu tiên phải bị gọi là trất phế hay là bị kết tội ở tại Thượng viện rồi mới được gọi là truy tố, mới bị truy tố. Ông lập luận như thế. Và những cái hành động của ông, của Tổng thống trong ngồi trong tòa Bạch Ốc là không bị truy tố. Thì một vị gọi là thẩm phán trong cái ba vị mà ngồi xét nghe cái phiên tòa này hôm nay ấy, thì là vị chánh án Florence Penn, là cái bà này đây, xin anh Thanh cho xem màn laptop của tôi. Florence Penn, nghe cái họ tôi nghĩ chắc người gốc Hoa anh Dũng. À, bà là một trong ba vị. Bà này hỏi lại, bây giờ nếu một ông tổng thống mà ra lệnh cho lực lượng Navy SEAL đi giết, đi ám sát đối thủ của mình thì có bị truy tố hay không? Ông luật sư Donald Trump nói không. Ông tổng thống phải bị hạ viện đem ra trách phế rồi thượng viện kết tội thì lúc đó mới được truy tố. Thì bà này nói câu trả lời của tôi là yes. Cho nên bây giờ người sao ta, yes là sao? Có nghĩa là ông phải bị truy tố. Câu trả lời của bà phải bị truy tố. Tại vì anh nói ông luật sư ông kia khác. Thì nói không. À. Thì bà nói câu trả lời của tôi là yes. À, anh nói vậy thì tôi hơi lộn rồi. Dạ. Anh nếu mà anh nói là bà phản đối cái đó. Bà phản đối yes. À, bà phản đối thì nghe dễ hiểu hơn. Dạ. Nghe yes là tưởng là ông kia nói đúng. Dạ. À, mà tiếp tục. Thì trong cái chuyện này sáng ngày hôm nay thì bên phía thượng viện, bên phía ông thượng nghị sĩ Mitch McConnell thì ông nói như thế này: tổng thống mà không còn ngồi trên ghế tổng thống nữa vẫn bị truy tố. Thì thưa quý vị, đây là một cái tôi không biết còn là luật pháp hay là trò chơi chính trị thật. Thưa anh, đây là tất cả đều là lời diễn giải hết. Diễn giải của bà chánh án, diễn giải của luật sư ông Trump, diễn giải của Mitch McConnell, tất cả đều là diễn giải. Cuối cùng rồi ra như tôi nói đó là tối cao pháp viện sẽ là cái nơi quyết định, mà cũng là lý giải luôn, diễn giải luôn. Và tới đó đụng nóc rồi thưa quý vị, hết làm rồi. Bởi vì thưa quý vị, nó chưa có tiền lệ, chưa bao giờ có chuyện mà một cựu tổng thống bị truy tố hình sự như này, cho nên các tòa án, các chánh án, các thẩm phán gặp rất là khó khăn. Thì bây giờ khó khăn quá, chúng tôi vận dụng kiến thức chúng tôi và cảm tính chúng tôi thôi, thì chúng ta cũng thấy là nó không công bằng. Bởi vì sao? Luật cũng là do con người quyết định. Thì đã lên tới tối cao viện là hết rồi, bây giờ chỉ có nước là lên chỗ nào xử, anh biết không? Cao hơn đó là chỉ lên trời xử thôi. Lên trời xử ông Trump nắng chắc, bởi ông là con rời mà. À, nói vui cho tí chứ, nhưng mà tức là gì? Chúng ta đụng nóc lên tới đó là chịu, thì luật cuối cùng phán quyết tối cao viện ra như nào, chúng ta chịu cái đó. Đó là cái điều chúng ta phải nhớ. Mà trở lại cái vấn đề mà lập luận của hai bên, thì đây này, đây là sự kiện, rồi chúng ta sẽ đi tiếp cái vấn đề pháp lý. Cái hồi mà ông Trump bị chất phế đó, sau vụ 6 tháng giêng đó, thì chính luật sư ông Trump lúc đó nói là: ê, quý vị không có quyền truy tố cái này hoặc chất phế, cái này phải để cho tòa án quyết định. Lòng nhớ không? Quý vị còn nhớ chuyện đó. Đúng không? Yes. Khi mà qua bên thượng viện cũng vậy luôn. Chính ông Mitch McConnell sau khi bỏ phiếu tha bổng cho ông Trump, ông phát biểu là: cái chuyện này phải để cho tòa án quyết định chứ chúng ta không quyết định. Nhớ chưa? Đó là lập luận của ông Mitch McConnell. Thì bây giờ đến ngày hôm nay đó, thì luật sư ông Trump là quay xe. Ha ha, bảo là ông Trump có quyền miễn tố. Thứ nhất. Thứ hai, ông Trump đã được thượng viện tha bổng thì không được quyền truy tố nữa. Đó là lập luận của bên luật sư ông Trump là quay xe. Còn bên ông Mitch McConnell là vẫn giữ nguyên quan điểm đó. Đúng chưa? Tức là cái này để cho tòa quyết định. Tòa sẽ phải xử ông về cái tội mà gọi là xúi dục, biểu tình, bạo động gì đó, tùy theo mọi người nói. Nhưng mà nói chung đó cũng chỉ là lập luận quay xe, gì muốn làm gì làm. Luật pháp không cấm. Luật pháp không cấm, tôi nói dối với ông Long. Tôi nói như thế này, lát ra tôi nói khác, không làm gì được tôi hết. Đúng chưa? Cuối cùng cũng là tòa quyết định.
Nhưng mà đi vào vấn đề pháp lý này, vấn đề pháp lý thì thưa quý vị, bên luật sư ông Trump, các trước hết đó là các chuyên gia mà về pháp lý họ bảo là cái này nó là tùm lum tùm la, chưa có ai, chưa có tiền lệ, thành ra không, rất là khó xử, chúng ta sẽ phải chờ xem như thế nào, thấy không? À, nhưng bây giờ bên ông Trump họ lập luận như thế nào? Thứ nhất họ lập luận là gì? Trong lúc tổng thống, trong ông Trump làm tổng thống, ông Trump có toàn quyền làm những việc đó, bất kỳ việc gì. Và cái chuyện mà xúi dục biểu tình đó, ngoài cái chuyện tự do ngôn luận ra, thì nó nằm trong cái thẩm quyền của một cá nhân ông Trump tin rằng cuộc bầu cử nó bị đánh cắp và ông có quyền xúi dục người này, xúi dục người kia, đó là để bảo vệ cái quyền gọi là tối thượng, cái quyền gọi là giá trị của bầu cử, tại vì ông tin rằng là đó là gian lận. Mà anh Long nhớ cách đây mấy tháng tôi có nhắc trên chương trình này là tại sao ông Trump liên tục nói bầu cử gian lận, bầu cử gian lận, thì bây giờ họ dùng chính cái đó là tôi tin là cái đó. Có một vài lúc ông Trump hớ miệng nói là ông Biden là tổng thống, nhưng mà cái đó là không có thể nào mà người bảo ô anh bảo gian lận sao giao thừa nhận anh tổng thống ra mình nói ra ngoài cho sướng miệng, ra vấn đề tòa bây giờ vấn đề pháp lý là ông Trump vẫn tin rằng cuộc bầu cử gian lận thì ông có quyền làm chuyện đó để bảo vệ cuộc bầu cử này. Đó là lập luận của bên luật sư ông Trump. Đó. Bên ông Jack Smith thì nói như thế này: anh không thể nào đang làm tổng thống và anh trong vai trò ứng cử viên luôn, à đây là họ nói là ứng cử viên nha, anh dùng quyền lực của anh để phá hủy cuộc bầu cử của đối thủ của anh và rồi anh lập ra cả các đại cử tri giả luôn, thì đây là anh hành động trong cái tư cách ứng cử viên, nó không nằm ngoài cái nó vẫn nằm ở bên ngoài cái tòa ốc. Tức là bên luật sư ông Trump thì nói rằng những gì ông Trump làm ngay cả tư cách cá nhân nó nằm trong tòa ốc bởi vì ông đang là tổng thống. Bên ông Jack Smith bảo không, cái này nó nằm bên ngoài tòa Bạch Ốc, tức là anh hành động giống như ứng cử viên. Đó, thì đó là hai lập luận của hai bên. Còn những cái gì nữa chúng tôi sẽ trình bày tiếp cho quý vị sau phần quảng cáo. Xin quý vị đừng rời màn hình FPTN. Xin cảm ơn quý khán thính giả vẫn tiếp tục giữ băng tần SPTN. Chuyện mà một cái tòa kháng án ở tại DC đang nghe cái trường hợp mà ông Donald Trump kiện lên rằng là ông là đang là tổng thống, ông có một cái đặc quyền hành pháp, cho nên ông không thể nào bị truy tố. Thì những cái chi tiết một phần chúng tôi đã trình bày trong quý vị phần trước. Nhưng mà trước khi đi xa hơn, chúng tôi xin cho quý vị biết là những người trong liên quan đến chuyện này là như thế nào. Thứ nhất, đây là hình ảnh của ông luật sư đại diện cho ông Donald Trump, ông John Sauer. Ông này là người trả lời rằng là nếu mà ông tổng thống mà ra lệnh cho đặc nhiệm Navy SEAL ám sát đối thủ chính trị của mình thì cũng không bị truy tố, trừ trường hợp là bị trách thuế. Đó là quan điểm của ông này. Rồi những cái vị mà gọi là thẩm phán trong cái vụ xử này lại là ba người phụ nữ. Đây là bà Michelle Chiu là thẩm phán được ông Biden đề cử. Rồi đây là chánh án John Henderson. Bà này là cho Tổng thống Bush cha đề cử. Và một bà nữa, bà Florence Pan, hồi nãy chúng tôi có đưa hình cho quý vị. Thì bà đó là cho ông Joe Biden đề cử. Thế anh? Vâng. Nãy tôi có nói cái chuyện mà bên ông Trump á, luật sư họ nói, họ lập luận như thế, bên Jack Smith lập luận như thế. Một cái điểm nữa mà hai bên lập luận nó khác nhau là bên luật sư ông Trump có nhấn mạnh cái trường hợp năm 1982 khi mà cựu Tổng thống Richard Nixon bị kiện, thì tối cao pháp viện lúc đó có nói rằng là Tổng thống được quyền miễn tố trong các vụ dân sự liên quan đến những hành động của mình khi mình ở trong tòa Bạch Ốc. Dân sự nhá. Cho nó là hey, tối cao viện năm 1982 là đã đưa ra quyết định là cựu Tổng thống Richard Nixon là không bị. Nhưng bên ông Smith đưa ra một trường hợp khác cũng ông Richard Nixon luôn, là năm 1974 đã chấp nhận cái sự ân xá của ông Ford, tức là ông nhận tội.
tức là ông sẽ bị truy tố, cho nên ông kia mới ân xá nên không bị truy tố. Đó đó, bây giờ hai bên lập luận như thế. Thì tôi đưa ra hai điểm, quý vị thấy là hai bên khác nhau như thế, thấy không? Rồi cái điểm thứ ba đó, mà như anh Long nói hồi nãy đó, đó là cái vụ mà coi như là gì, có quyền kêu một cái ông biệt kích nó giết đối thủ của mình vẫn không bị tội, đúng không? Đó. Bên ông Trump á, lập luận như thế này, nếu bây giờ mà xử ông Trump thì cái này nó có thể là gì, tạo ra một cái tiền lệ mai mốt mang tính chính trị, người ta có thể trả thù. Đó, có thể trả thù, tức là nếu bây giờ mà xử ông Trump thì mai mốt là các tổng thống khác lên có thể trả thù lại các vị tiền nhiệm của mình. Nó sẽ tạo ra một cái gọi là, cũng cái sự gọi là phá hủy cái nền dân chủ, cái nền tảng của dân chủ của nước Mỹ, và làm cho niềm tin của công dân Mỹ không còn tin mạnh mẽ vào hệ thống tư pháp của Hiệp Chủng Quốc Hoa Kỳ. Có nghĩa là gì? Tổng thống giống như ông vua rồi, không được đụng vào, cộng đồng chân không đụng vào luôn. Không, họ lập luận như thế. Bởi vì tổng thống là một cái gì đó, là cái nền tảng của cả một Hiệp Chủng Quốc Hoa Kỳ. Thành ra là cho dẫu làm cái gì, chuyện giết cái đối thủ tổng thống mình là đồ bỏ. Tôi lật hết cả nước Mỹ, tôi đốt cháy cả nước Mỹ này luôn, vẫn còn được. Đó, cái đó là lập luận như thế. Thì bên ông Jack Smith bảo không, cái này không khác gì là quý vị cấp bằng, cấp license cho tổng thống để mà tiếp tục có quyền làm vi phạm những cái tội phạm hình sự ngay trong lúc ngồi trong tòa bạch ốc. Tức là gì, nếu bây giờ mà xử như vậy thì ông Biden ngày mai là ông cho bắt tống cổ tống giam Donald Trump ngay. Yes. Bắt hết thành phần MAGA. Yes. Đứa nào cả chớ ta bắn hết vì ta đang làm tổng thống không bị truy tố. Yes. Thì họ mới đưa ra này, bây giờ quý vị tưởng tượng nè, quý vị thử tưởng tượng nha. Ngày 7 tháng 3 này, Joe Biden đọc bài diễn văn liên bang, lưỡng viện quốc hội. Đi vô là ông không bị xét nè, tôi nhắc cái súng trong người. Tôi đang phát biểu mà, thằng nào mà la mà quăng là bắn ra chỗ luôn. Ê, được mà. Có đúng không? Ê, anh kia tại sao vỗ tay tôi, đột một cái liền. Hay là Secret Smith bắn ra rồi. Thưa quý vị có thể được. Đây là cái lập luận của bên ông Jack Smith nha. Đây là cũng chỉ là lập luận mà chúng ta thấy. Tôi nói lại quý vị, cuối cùng cũng là tối cao viện quyết định ở trên này. Nhưng mà chúng ta nghe là thấy buồn cười. Tối. Anh tưởng tượng đi. Anh nói hết đi. Mùng 7 tháng 3 này, ông Biden đứng trong đó. Mà cái kiểu mà giống như Nancy Pelosi mà xé cái này là hồi đó mà ông Trump là xong hàng. Xong hàng là bữa đó Trump nói thiệt quý vị, quay lại bập tay bà Nancy Pelosi, lột hết quần áo luôn, chẳng bị gì hết. Không mà đừng lột quần áo, bà ta mấy tuổi là căng. Đó, thì đây là lập luận của hai bên thưa anh. Thì trong lúc mà ông Jack Smith lập luận như thế, tôi nghĩ rằng là ông Joe Biden nói như thế làm gì? Trói tay trói chân qua, đúng không anh? Trói tay trói chân của tôi. Bây giờ nếu mà tòa xử theo điều những gì mà chúng tôi kể cho bên ông Trump đòi, là tôi hoàn toàn vô tội, ngay cả cái chuyện mà tôi có ra lệnh ám sát đối thủ. Không được truy tố nếu không qua những thủ tục khác, thì ông Biden sẽ làm exactly the same trong cái cuộc bầu cử sắp tới, hoặc là ông làm bất cứ điều gì bây giờ đem đi ám sát cũng không truy tố ông. Thì thưa quý vị, nước Mỹ sẽ ra sao? Tôi thì tôi nghĩ rằng ông Biden khoái là cho ông Trump được immune, được là miễn nhiễm, thì ông Biden sẽ tha hồ làm bất cứ điều gì ông muốn làm. Thì thưa quý vị, chúng ta phải bình tâm để chúng ta nhìn nhận cái chuyện này, chứ chúng ta không đi nghiêng về. Bây giờ chúng tôi thấy rằng là tội nghiệp cái nhóm MAGA đúng. Chính họ bị những người thuộc ông Donald Trump này đầu độc. Cho nên thưa quý vị, điều đó là điều rất là buồn cho nước Mỹ khi mà đi đến một cái tình trạng như thế này, thưa anh. Vâng, nhưng mà đó có chỉ là ý kiến mà thôi. Nhưng mà ngày tối ngày hôm qua thì ông Trump có viết trên Truth Social. Nếu mà tôi không được miễn tố thì ông Joe Biden gian lận cũng không được miễn tố luôn. À, bởi vì sao? Bây giờ không biết Biden bị cái tội gì thì chưa biết. Thì người ta bảo là Biden đi tham nhũng, con Biden tham nhũng. Nhưng thưa quý vị, cho giờ phút này cũng chỉ là tố cáo mà thôi. Chưa tìm được cái gì cả. Ngoài ông James Comer, ngày hôm qua ông Jim Jordan mời anh ra về trắng tay.
không điều tra được cái gì cả. Tức là cái vụ mà tiền bạc của ông cha con Biden, bây giờ làm sao chứng minh được Biden biết tiền đó, tiền tham nhũng, tiền của Trung Quốc mà lấy. Chỉ cần làm được cái điều đó thì là có thể là kết tội Biden được, hoặc là chất phế Biden được. Nhưng mà nói chung ông Trump là, đối với ông Trump, tôi là hiểu hơn ai, tôi hiểu hơn Long, hiểu hơn quý vị luôn. Tôi không cần biết, nếu mà tôi ứng cử là tôi phải thắng, tôi không thắng là có gian lận. Còn nếu mà tôi không được miễn tố thì đối thủ của tôi cũng không được miễn tố luôn. Và tôi được miễn tố thì sao? Có nghĩa là gì? Không thấy nói cái đoạn đó. Thế không? Nên là if I don't get immunity, then crook Joe Biden doesn't get immunity. Nhưng mà không nói là if I get immunity thì gì? Không nói cái đó. Tôi hiểu ngay. Bởi vì nói là sao? Nếu mà nói tôi được miễn tố cái này, tôi nói quý vị nghe nhé, tối cao viện mà miễn tố ông Trump cái là ngay sau đó ông Biden ra lệnh bắt ông Trump liền. Bắn bỏ tại chỗ luôn, thì cũng được miễn tố luôn. Thì ông Trump không dám biết cái đoạn sau. Đúng chưa? Bởi vậy tôi thấy tôi thấy thương. Tôi thương những người MAGA. Họ đang tiếp tay cho ông Biden mà họ không biết. Cái thứ nhất rồi, bây giờ tôi lại lòi thấy một chuyện nữa mà nhờ câu nó không biết hay là chưa biết. Tôi nghĩ là chưa biết tới thì sao? Chưa biết tới. Chưa biết tới là chính xác. Nói không biết cho nó nhẹ, nó chưa biết tới thì hơi nặng. Trong cái chuyện này thì ông thống đốc Florida, ông John DeSantis với bà cựu thống đốc South Carolina, đúng không anh? Bà Nikki Haley phạm một cái tội rất lớn đối với ông Trump, lớn lắm. Cách đây 2 tuần, hai ông bà đã tuyên bố gì anh Dũng nhớ không? Cứ tôi mà là tổng thống tôi sẽ ân xá cho ông Trump. Mà khi nói rằng là tôi ân xá cho ông Trump có nghĩa là tôi thừa nhận ông Trump có tội. Bởi vậy tôi mới nói là hai người đó hỗn, hai người đó láo. Hai anh chị không có cửa thay thế tôi làm tổng thống. Bởi làm gì có chuyện ân xá cho tôi? Mà tôi có tội đâu mà ân xá cho tôi? Anh láo, anh là phạm thượng. Tôi hơi ngạc nhiên khi hai ông bà đó nói như thế mà trong những người mà ngồi nghe đó, họ không đưa ra lập luận. Nếu như vậy là ông bà kết tội ông Trump, tại thì sao đó, họ không? Không, họ là chưa không tới. À, họ cũng nghĩ chưa tới. Chưa tới, chứ mà là không biết. Chưa tới, chỉ vì họ chỉ tới chỗ đó thôi. Đó. Ông Trump có cái hay là khi ông nói cho người nghe là người nghe chỉ nghe được cái đó rồi không nghe được hơn nha. Không nghe được hơn. Tại nghe nó là lùng bùng lỗ tai rồi, là khoái rồi, không còn biết gì, coi như là hỏi nhiều khi hỏi tên ba má không nhớ luôn, hỏi ngày tháng năm sinh không nhớ luôn, quên hết luôn, rồi quớ rồi đó. Thành ra cái đó là cái độc đáo của ông đó. Thì thưa quý vị, trở lại vấn đề là gì, tất cả chúng tôi phân tích nãy giờ nó chỉ là chuyện người ta nói thôi, chưa có tiền lệ. Không những ba cái vị chánh án thẩm phán gì đó ở tòa DC nhức đầu, mà có khi bên ông Trump nếu mà ngày hôm nay hay là ngày mai phán quyết không lợi, ông sẽ có thể đòi nguyên cái tòa 11 người. Rồi cuối cùng cũng lên tố cáo học viện. Thì đây là cái chiến thuật của ông Trump kéo dài cái vụ này. Để mà có thể qua bầu cử 2024 mới xử. Nếu cuối cùng ông thua, ông bị cái là vẫn bị không được miễn tố. Thì tới lúc đó thì ông lên làm tổng thống, nếu mà ông đắc cử thì coi như ví dụ để dẹp tiệc. Đó là mục đích của ông. Nhưng mà một số chuyên gia đã bảo rằng là đây là cú gọi là gì anh Long, không? Hail Mary. Cú cầu Âu trong football, quý vị. Sắp sửa hết giờ rồi, mấy giờ ném đại vô end zone coi là chụp được thôi, đằng nào cũng thua rồi. Cảm ơn quý rất nhiều theo dõi chương trình SBTN Morning sáng ngày hôm nay. Một lần nữa mọi ý kiến đóng góp thắc mắc xin cứ gửi email địa chỉ sbtnmorning@sbtn.tv. Mai Phi Long, Đỗ Dũng chúc quý gia đình ngày mới khỏe. Chúng tôi hẹn gặp lại quý vị vào lúc 11 giờ trong chương trình Xoáy Tin.